Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang tiếp tục ở trên tay đây là một chiếc QX10. Đây là mẫu ống kính thấp hơn đôi chút so với ống QX100 vừa rồi. Thì cái ống kính QX10 này thì nó chỉ có cảm biến 18 megapixel và có kích thước là 1:2.3 inch thôi. Thì ở đây thì cái ống kính này nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều so với ống kính QX100 mà các bạn đã từng thấy vừa nãy. Thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là ống kính này gọn hơn và nó có khả năng zoom 10x. Trong khi đó QX100 thì chỉ có thể zoom được 3.6x thôi. Các bạn khi mà các bạn mở kết nối ở đây, kết nối cùng với smartphone ở đây, mình có một chiếc Xperia Z. Chúng ta có thể kết nối. Các bạn vẫn phải vào ứng dụng Memory, Prime Memory. Prime Memory chúng ta sẽ thấy rằng là đây chúng ta có ứng dụng Prime Memory và chúng ta kết nối cùng với cái ống kính này. Thì ở cái ống kính này thì nó vẫn có các cái ngàm để có thể kết nối cùng với cả Xperia Z. Các bạn có thể nhìn thấy đây, các bạn có thể kết nối. Đây các bạn kết nối vào thì các bạn cũng thấy là nó giống như là một chiếc cái máy ảnh chuyên nghiệp ở đây. Và đây những cái hình ảnh này thì sẽ cho đây, chúng ta sẽ chờ một lát và kết nối và những cái hình ảnh từ trên ống kính này sẽ truyền về Xperia Z. Đây đây thì các bạn đã nhìn thấy những hình ảnh từ cái ống kính này. Từ ống kính này đã có thể truyền lên Xperia Z rồi. Các bạn có thể chụp hình ngay từ ở trên đây được. Chúng ta đợi một lát. Bởi vì thường thường lúc mới kết nối thì nó sẽ bị giật một chút. Đây các bạn có thể chụp ngay từ đây. Sau khi hình chụp xong thì nó cũng sẽ truyền từ ống kính này về bộ nhớ máy của bạn. Thì Sony cho biết thì cái ống kính QX10 này cũng sẽ bán tại Việt Nam vào khoảng đầu tháng 11 và mức giá dành cho nó là vào khoảng 5,5 triệu đồng, tức là bằng khoảng một nửa so với ống kính QX100.